Kính chào quý vị, ngày hôm nay trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Blue. Thì Ngọc Nhi muốn giới thiệu quý vị sản phẩm nó gọi là CBD Gel. Đây là một cái loại thuốc mà mình thoa bên ngoài da, mình giúp giảm đau rất là nhanh. Quý vị thấy đó, thông thường thì mình những người trung niên hay những người cao tuổi đó, chúng ta hay bị đau nhức cơ, đau nhức khớp, hoặc là những lúc mình bị va chạm đó mình rất là đau. Thì từ xưa tới giờ đó quý vị thấy là chúng ta hay dùng những cái loại ví dụ đau lưng đi, hay dùng những cái loại miếng dán đau lưng hay là những cái thuốc xoa đau lưng mà nó rất là nóng. Rồi ở ngoài thị trường Mỹ cũng có những cái loại thuốc nhưng mà rất là lạnh mình thoa lên. Thì cái sản phẩm này nó lạ lắm quý vị, nó làm từ CBD. CBD hiện giờ là ở Mỹ và một số nước đó, nó là một cái gọi là thần dược và giảm đau, mà làm từ thiên nhiên cây cỏ, không có ảnh hưởng tới sức khỏe chúng ta. Và cái mùi hương cái sản phẩm này đó nó rất là lạ. Thì quý vị thấy đó là mình dùng một cái lớp thật là ít, mình thoa một lớp mỏng lên cái chỗ đau của mình thôi, thì chỉ trong vòng khoảng dưới 1-2 phút là nó giảm đau tức khắc liền, và đó làm cho khơm cái đó. Thì CBD là gì mà hiện giờ thịnh hành nhất ở Hoa Kỳ? CBD là một cái loại mà nó chiết xuất từ cái cây cần sa. Thì đây là không phải loại là cần sa mà dành cho nghiện như là từ xưa tới giờ chúng ta nghĩ, nhưng mà khoa học của Mỹ và Bộ Y tế của Hoa Kỳ đã approve cho người ta chiết xuất từ những cái tinh chất cây cần sa này, và sau khi bào chế họ làm ra một cái loại thuốc thuốc giảm đau cực mạnh cho những cái nạn nhân mà bị đau nhức. Thậm chí thưa quý vị, trong cái thời kỳ ung thư đó, có rất là nhiều người bắt buộc phải dùng những cái loại CBD này để giảm đau mà cứu được rất là nhiều người. Thì thưa quý vị thấy đó, mình khi mình bị đau nhức đó là mình rất là khó mà mình phải dùng thuốc giảm đau. Mà thuốc giảm đau mình dùng nhiều thì hầu như đa số người ta ngại rằng là ô là mình dùng thuốc giảm đau nhiều rồi mình sẽ bị hư gan, hư thận. Thực sự ra đó nó không đến nỗi như vậy. Nhưng mà giảm đau, có những cái giảm đau chúng ta phải thoa ngoài da, nhất là những cái đau khớp. Hay là đau gì bệnh gout, thì nếu quý vị có thân nhân hay là bản thân mình bị bệnh gout mà cái lúc mà cái gout nó sưng lên, nó nóng, nó rất là khó chịu, thì cái CBD gel này đó mình thoa một lớp mỏng lên á, thứ nhất nó mát, nó làm giảm cái nhiệt trong cái chỗ sưng gout lên liền, nó giảm rất là nhanh và đồng thời nó giảm đau đó. Thì thưa quý vị, có rất là nhiều loại CBD hiện giờ người ta dùng cho làm đẹp nữa nè, nhưng mà công ty Ngọc Nhi thì chưa có làm nổi cái đó. Chỉ là có CBD làm giảm đau rất là hay, giảm đau cơ, giảm đau khớp, giảm đau gân, đau dây chằng. Và nếu quý vị là những người bị đau lưng thường xuyên đó, thì mình thoa một lớp mỏng lên cái lưng của mình đó, thì thứ nhất nó giữ cho mát và giảm đau cực kỳ nhanh đó. Rồi cái đến nữa là Ngọc Nhi thấy là như Ngọc Nhi mấy đứa nhỏ ở nhà nó hay bị những cái vết bầm đó, hoặc là các bác lớn tuổi là mình rất là dễ bầm, mình bầm rất là sâu, thì cái này mình thoa lên đó quý vị, cái vết bầm của nó cũng tan rất là mau nữa. Thì một hộp như vậy đó, mình có nhiều người họ thấy là nó là gel cho nên xài rất là hao. Quý vị không cần xài hao đâu, quý vị chỉ thoa một lớp mỏng, tại vì nó giống như nước vậy đó quý vị, chấm lên thoa nhẹ lên thôi là nó giảm đau liền. Thì một lần nữa đó, nếu quý vị là những người bị gout nè, hay là những người mà bị đau khớp nè, nhất là đầu gối đó quý vị, đầu gối, lưng và những cái khớp ở chỗ gao nó đang sưng đỏ lên đó, thì cái sản phẩm này đó nó là một cái cứu tinh cho quý vị ha quý vị ha. Thì thưa quý vị, trong này có chất gì thì tôi xin đọc cho quý vị biết là tại sao gọi là CBD. Thì thưa quý vị, hiện nay dầu cần sa là một cái loại dầu đã phổ biến trong nhiều năm qua như là một cái phương thuốc tự nhiên cho nhiều loại bệnh, nó có nguồn gốc từ cây cần sa. Thì trước trường hợp này đó, nó cải thiện sức khỏe làn da rất là hay. CBD không phải là hợp chất duy nhất trong cần sa có lợi cho y tế. Ngày nay thưa quý vị, người ta có dùng nó để trị những cái bệnh như là giảm nôn, giảm buồn nôn, hay là đang hóa trị ung thư mà mình bị khó chịu đó, họ cũng dùng CBD. Từ năm 1985, FDA đã phê duyệt hai loại thuốc điều trị tác dụng của hóa trị. Những loại thuốc này là dạng tổng hợp, chúng được gọi là Nabilones, là một cái chất mà nó giúp cho người ta giảm đau cực nhanh mà không ảnh hưởng tới gan, tới thận. Các nghiên cứu chỉ ra rằng CBD có thể kích hoạt các con đường trong hệ thống thần kinh trung ương để ngăn chặn các tín hiệu đau được gửi đi xuống cơ thể. Có nhiều thí nghiệm lâm sàng lắm quý vị, đã được FDA chấp thuận đó, là xác minh hiệu quả của cái chất này trong cái việc giúp bệnh nhân giảm đau tạm thời và rất là hay. Trẻ em dùng giảm đau thoa vẫn được nha quý vị nha. Hiện nay trên 29 tiểu bang của Hoa Kỳ là trong y tế là cho hợp pháp rồi thưa quý vị. Thì trong cái hộp thuốc này, những cái chất gì của nó mà làm cho quý vị cảm thấy là mình cần dùng nhất? Thứ nhất đó là giảm đau,
Lợi ích nổi tiếng nhất của dầu cần sa là giảm đau. Đặc tính giảm đau rất là hay. Những người bị sơ cứng hoặc đau cơ sơ quá nữa. Rồi trầm cảm, một lợi ích khác của cần sa có khả năng là giảm trầm cảm. Nhưng mà cái dầu CBD đó là đã pha chế qua Bộ Y tế đã chấp thuận rồi. Thì khi mình hít cái mùi này vào đó, nó điều chỉnh tâm trạng của mình và làm cho mình bình tĩnh, mình calm xuống, chống viêm. Đặc biệt trong cái chai thuốc này đó, nó có chất chống viêm, nó giúp giảm viêm những cái chỗ sưng trên cơ thể mình, những cái viêm dạ khớp dạng thấp, hoặc là có thể giúp giảm các điểm đau sưng và sưng đỏ lên luôn, bảo vệ hệ thần kinh của mình được bình tĩnh. Trong điều trị ung thư đó thì dầu CBD này đó là nó giúp tạo nên một cái hợp tác mạnh mẽ. Mà có những cái loại CBD mà thưa quý vị mà người ta đã nghiên cứu ra đó, người ta dùng cái CBD để trị bệnh ung thư nữa quý vị. Thì quý vị thấy đó, trong cái hộp này đó là nó có là 50g. Thì khi mình dùng đó là mình lấy một cái lớp mỏng, một lớp mỏng thôi quý vị. Nó rất là đẹp và cái mùi hương của nó rất là dễ chịu. Quý vị biết đó, khi mà mình hửi đó, cái mùi hương của nó đó nó rất là sang, mà đặc biệt nó là một cái loại gel cho nên nó rất là dễ dùng ha quý vị ha. Mình thấy một tí xíu thôi, mình chấm vào là cái tay mình nó lạnh tức khắc như đá liền. Mình thoa lên chỗ đau thì nó rút liền vào. Ví dụ như mình đau khớp đi thì những cái khớp của quý vị đó nó hay bị sưng bị đỏ đó, mình chấm tí, mình thoa vào cái ngón tay mình đang bị sưng bị co lại bị nhức đó, mình thoa lên thì chỉ vòng không 1-2 phút thôi, cái cảm giác đau đó nó biến mất liền. Những cái ngón tay mình, khớp tay nè, hay là những cái khớp khuỷu tay nè, khớp đầu gối nè, có rất là nhiều các cô chú bác đó, các khớp tay của mình quý vị, nó bị không có còn ngay thẳng nữa, nó bị cong lên và nó bị đau nhức và co cử động rất là khó. Mình dùng cái này đó, mình thoa mỗi ngày lên thì thưa quý vị, cái lúc mình thoa lên khoảng 1-2 phút sau, cái cảm giác co ra co vô quý vị nó thoải mái liền, nó nhẹ nhàng, nó không có cứng nữa và nó không có đau nữa. Thì cái sản phẩm này rất là thích hợp cho những người bị đau nhức kinh niên, đau nhức thường xuyên, và thậm chí đó là mình mất ngủ đó thì mình có thể mình thoa một tí lên hai cái ót của mình, ở hai cái mạch ở đây nè quý vị ha. Thoa đây một tí nữa, mình hít lên thì cái mùi hương của nó làm quý vị calm xuống, relax và giảm stress rất là hay. Thưa quý vị, có những lúc Ngọc Nhi bị stress đó vì công việc rất căng thẳng thì Nhi dùng một tí CBD này, Ngọc Nhi thoa lên cái mũi mình với cái tai mình, Ngọc Nhi cầm, Nhi hít cho sâu vô, thì khi mình hít sâu vào đó, nó làm cho mình khơm và giảm stress liền. Một cái đặc biệt nữa là Ngọc Nhi bị dị ứng, có nghĩa rằng dị ứng phấn hoa nè, dị ứng thời tiết nè, cảm sổ mũi nè, thì Ngọc Nhi hay lấy cái này những lúc mà đang nhảy mũi liên tục và chảy nước mũi liên tục, thì mình dùng cái này đó, mình thoa hai bên sống mũi này của mình, thoa hai bên cánh mũi này nè, thoa lên, chà lên, thì thưa quý vị, khoảng dưới 2 phút quý vị sẽ ngưng nhảy mũi liền và ngưng chảy nước mũi liền. Rất là hay cho vấn đề mà cảm đó quý vị. Thì nếu quý vị bị cảm nè, bị nhảy mũi thường xuyên nè, bị chảy nước mũi nè, bị nhức đầu nè, ha, bị như là mình đang cảm thấy là bị tinh thần mình nó không có được bình tĩnh đó, thì mình hít một tí vào thì cái mùi này của nó làm từ cái mùi hương tự nhiên của nó và cái chất CBD trong đó nó làm cho mình khơm cái thần kinh mình xuống. Và lập tức á, nó phát cái signal từ não ra là quý vị sẽ cảm thấy mình giảm đau và thư giãn liền. Thì thưa quý vị, đây là cái sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ đặc biệt. Quý vị lên trên mạng, quý vị coi trên những cái hệ thống bán hàng của Mỹ đó, một hũ như vậy nó bán là trên 100 đô. Bởi vì để nghiên cứu ra cái chất CBD thì người ta rất là nhiều giai đoạn, người ta làm rất là nhiều giai đoạn để mà nó an toàn và nó không có bị nghiện. Tại vì có nhiều người nghĩ rằng là cái dầu cần sa là nghiện. Cây cần sa chưa được tinh chế ra thì nó là một cái chất mà người ta nghĩ là nguy hại. Nhưng thưa quý vị, hiện nay khoa học tiến bộ, người ta đã dùng cái dầu cần sa để áp dụng vào ở trong y tế cho những bệnh nhân bị ung thư, những bệnh nhân bị trầm cảm, những bệnh nhân bị tính tình không có control được, hay là những bệnh nhân bị sơ cứng cơ, sơ cứng động mạch, hay những bệnh nhân bị sơ cứng các khớp hay là viêm khớp, thì hầu như là người ta bác sĩ đều khuyến cáo là mình dùng thuốc giảm đau nhiều sẽ ảnh hưởng tới bao tử, nếu mình uống không đúng liều người ta lại yêu cầu mình dùng những cái loại dầu CBD này. Cho nên ở thị trường Hoa Kỳ, dầu CBD này cực kỳ mắc, rất là mắc. Thì quý vị thử, quý vị order trên mạng đi, quý vị thấy là những cái trang của Mỹ nó bán hàng đó, một hũ là từ 100 đồng cho đến 190 đô.
Thì bởi vì chúng ta là người Việt Nam, Ngọc Nhi làm cái hũ này thì thưa quý vị, nó làm từ gel thứ nhất và nó thấm nhanh hơn là làm từ cream. Những cái loại cream thì nó thấm chậm hơn. Mi làm từ gel thì nó thấm nhanh hơn và nó an toàn hơn. Bởi vì khi mình thoa lên nó là nó rút vào da liền. Mình không có sợ là mình trúng miệng mình. Có nhiều người tâm lý thôi, thật sự trúng cũng chẳng có sao. Thì thứ nhất á, và nếu quý vị là những người bị hay bị nổi mẩn nè, ví dụ như mình bị nổi sần trên những cái tay mình bị dị ứng á, thì mình thoa một lớp nhẹ lên thì những cái lớp sần đó nó giảm liền. Nó trị rất là nhiều bệnh về da quý vị. Ngoại trừ nó giảm đau, nó trị trầm cảm, giúp mình bình tĩnh, thì nó trị rất là nhiều cái bệnh mà về ngứa, về nổi như hay dị ứng trên da rất là hay quý vị. Ở nhà quý vị biết là các cháu hay bị, con gái như là cái đứa 12-13 tuổi đó, nó hay bị con này con kia cắn hoài, nó chơi ngoài vườn á, nó hay bị cắn hoài, thì Ngọc Nhi lấy cái này thoa lên thì khoảng chừng 1-2 phút mà là cái vết cắn nó lặn mất liền và nó không có bị ngứa nữa đó. Rồi thằng con trai Ngọc Nhi thì cũng vậy, cũng hay chuyện chơi thể thao, mỗi lần bị đau là Ngọc Nhi cho cái này là thoa lên lưng. Nếu quý vị là người bị đau lưng, đau đốt sống cuối cùng của mình đó, thì quý vị lấy hai ngón tay chấm vào cho người nhà thoa cũng được, mình thoa cũng được. Quý vị thoa như vậy đó, nó sẽ giảm đau lưng và ngủ rất là ngon. Còn nếu quý vị là người là làm việc văn phòng nhiều, mình đau cái hai cứng hai cái vai này của mình nè quý vị, mình đau cảm thấy cứng hay là quay quay là cái cổ nó bị cứng đó, thì quý vị thoa hai cái lần ở cho cổ này của mình ha, rồi thoa hai cái vai này của mình ha, nhờ người nhà thoa. Ngọc Nhi tự thoa, khi chấm vào thì thoa lên đây, thoa hai bên vai, thoa cái cổ này, bóp nhẹ thì quý vị giảm stress liền và quý vị di chuyển rất là nhẹ nhàng và không còn cái đau đau cứng cổ và đau cái vai nữa. Thì thử một lần đi quý vị nha. Đây là một loại dầu CBD, quý vị có thể gọi vào công ty ở 1-888-933-7624, 1-888-933-7624. Rất cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.